Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi tựa game Hitman Absolution. Ôi vãi cả cức. Gì trời. Ủa tính ra mình xiết cổ này xong cuối cùng mình té vô đây à? Nó ngu thiệt. Ngu thật sự luôn á. Xui. Xui vãi. No fucking private eye. That's a fucking ghost. That's a myth. That's a fucking hitman. Hitman? Oh, shit. Oh. What the fuck are you talking about? This fucking changes everything. This changes everything. What the fuck are we gonna do with him? Knock, knock, knock. Housekeeping. Hello. Gì trời. Buenos dias, Peter. Hello. Yeah, we got us a little mess. Hello. Giờ nói chuyện dễ thương vậy. Yeah, that'd be good. Clean now? Sure, come on in, darling. Atta girl. Oh my god. Nhỏ Trung Quốc như là châu Á vậy. Cái lùn ấy, trời ơi, chơi gì quá, gớm quá. Cái gì vậy trời? And that's what I call a sweet slice. Mấy con trai này ác quá. Má cắt cổ như tươi luôn. You know. Nothing would give me more pleasure than to kill you right here and now. Me kill a legendary hitman, yeah, but I don't need that kind of attention. So, oh dear. Là sao ta? Nó sao không giết mình? À, con mẹ nó, con chó này chị dơ. Má nó giết mình xong rồi, nó gài mình các bạn. Mô Phật. Yeehaw! Thằng trai này có được bình thường không vậy? Thằng dân quân buôn vũ khí các bạn. Fucking Christmas. Here, take a slash. Nah. On second thought. Tinkle, tinkle, little jar. Blake, could you please not do that? Tụi mình tính đốn mình hay gì? Má anh thiêu mình chắc rồi. Vật lờ thiệt. Mẹ anh nội này ác quá. Đù. Come on, darling. Ngầu vậy. Bữa nào làm thử cho đôi dây tay của mình thử coi. Má cái thằng nó to vậy. Kiểu gì mình cũng sống thôi. Mẹ mới vô game được có mấy tập lắm đâu mà chị lại chết đúng không? Vô lý. Rồi má chết luôn. Sát tới mẹ rồi. Run for your life. Bây giờ đi đâu ta? Trốn thoát khỏi khách sạn hả? Đây 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 đây, trốn ở đây. Chui ra, bây giờ mình sẽ chui ra khỏi cửa sổ. Roll. Căng thẳng quá nha. Cầm đủ vũ khí lộ liễu mẹ gì nữa. Má bây giờ là bây giờ lo mày thoát thôi. Rồi cái tao của chỗ này. Vừa rồi cầm vũ khí. Khoan nha, khoan nha. We won't get a second shot at him. Myers boys are about to take over the operation. Chạy, 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 chạy. Bị phát hiện chưa? Chưa bị phát hiện hả? Con mẹ bị phát hiện rồi. Bị trừ 1000 điểm đầu tiên luôn kìa.
Trời, mới vô game luôn, chưa kịp làm cái gì hết trơn. Xui thật sự. Xui thiệt luôn á. Cái thằng này nhìn tục vậy. Không phải sao này nhìn buồn, nhìn con ngu sao á. À, nhạc hay quá. Nhạc nghe kiểu ha, kiểu mà nó u ám nhưng mà nó ngầu ngầu các bạn. Đôi khi game cũng phải như vậy chứ má. Thì không biết là game như phim vậy. Phần này hay quá các bạn. Bây giờ làm sao đây? Mình đứng trên cái cột hả? Nhảy bể qua đây xong rớt xuống cái cột. Ảo hả má? Ảo ma. Ôi trời. Ô là trời, cảnh sát không vậy? Xuống đã cho an toàn. Á, mà lại cầm vũ khí lộ liễu nữa chứ. Nhảy qua kia đâu? Không được. Chỉ có nhảy xuống thôi. Không cho nhảy qua kia. Đi qua kia. Muốn qua kia giờ sao ta? Ồ, kế bên này nó có cái gì nè. Ồ, bình tĩnh trai. Má không có súng luôn. Bây giờ làm sao để bấm được cái này ta? Má kế bên luôn nè. À, là cái cầu dao vậy. Thả chùm đèn xuống. Má xem tí phát hiện nha. Hết hồn liền. Tập trung sự chú ý qua bên kia luôn hả? Ý là nếu mày thả là... Ủa tính ra thả sao cũng vậy à? Có khác gì đâu. Chết mẹ luôn, má phát hiện rồi. Chạy. Má bị phát hiện rồi. Ê Quy W. Bố mày thì sợ mày quá cơ. Chúng vào trong. Chúng vào trong được không? Má xui quá à. Tự nhiên cái má xui thiệt luôn á. Xui quá à. Chưa làm được mẹ cho đời. Ôi trời. Rồi ôi rồi. Fail rồi. Má ngầu. Nhảy qua. Bây giờ làm sao ta? Rồi mẹ xỉu mẹ luôn. Ơi. Chơi lại khúc này đi. Chắc khúc này mình chơi lại đi các bạn. Bình tĩnh, không có gì phải khó hết. Bình tĩnh. Đó. Bình tĩnh mà đi. Nhảy qua. Ok, bình tĩnh, không có gì hết. Tách qua. Okay. Vô đây coi biết không ta?
Sao biết được đúng không? Có ai thấy mình chui vô đây đâu mà biết. Đù, không biết luôn. Đêm bro, không biết luôn. Khoan. Từ từ. Nói chơi game này mà để bị bắt thì ngu lắm. Thật sự luôn á. Đùa cái chạm luôn. Mày quá. Nghe cao lắm. Mình có đồ cái cha rồi thì mình sợ gì nữa. Biết mẹ hết bản năng rồi. Biết mẹ rồi. Bây giờ làm sao để có bản năng hồi lại ta? Bộ bản năng này là không thể hồi hả? À, đông dữ vậy. Đâm vậy sao leo lên ba? Có đường leo lên đâu? Số 3 mà. Đồ. Chết mẹ, vậy cũng bị phát hiện nữa hả? Vậy mày quá. Mày quá, tụi nó qua kia hết trơn rồi. Ok, được rồi. Được rồi, chui ra đây. Ngon lành liền. Trời ơi, thoát rồi. Ôi mẹ ơi, quá khó thiệt luôn á. Quá trời người vậy mà sao mà thoát nổi. Giờ sao đây? Leo lên sao? À, leo lên chỗ này hả? Đi qua cái cầu này. Thôi, thả đèn hả? Bấm thả đèn. Á đủ mẹ, thì cái thả đèn cái tiện chết hai người. Trời ơi. Ok. Thoát ra khỏi chỗ này rồi. Easy. Ôi chưa thoát luôn. Vậy cái tưởng thoát rồi chứ. Tưởng xong nhiệm vụ rồi chứ. Mấy đứa để máy bay phát hiện nha. Ôi trời, má mày luôn á, mày quá. Sao mà thấy được? Anh đủ sao thấy được? Má hát cũng thật. Hát thật sự luôn á. Sao mà thấy được trời? Má ảo thật. Dễ nó bắn rồi nè. Phải đạn bắn không vậy? Ui, mình có súng không? À, có súng. Má đứng trước mặt đây sao chơi? Nhà sao ta? Quay lưng lại chết mày. Mày chỉ cần quay lưng lại thôi, rồi ok, mày chết rồi. Giang cổ, rắc.
bú luôn. Khoan khoan khoan, lôi lôi nó vô đây chứ đã. Má, cái thằng cảnh sát bên kia nó phát hiện ra thì chết. Easy. Thôi thôi thôi, đang khổ này đang ngon. Có hai thằng, có hai thằng. Thôi mẹ ơi, mình giết trực thăng ở đây thì ai dám đi. Không được, không được, bình tĩnh đã. Who the hell is this guy? He's jumping buildings, dodging helicopter fire. Không gì phải rén cả, bình tĩnh, bình tĩnh. You know my my cousin Anthony. He's combat soldiers with the PTSD, you know, and some of these guys, when they snap, they fucking snap, you know? Nói bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Mấy này mà nó đi qua kia, qua đây thì chết luôn á. Sao mà thấy được, sao mà thấy được. Ok má, vô nhà rồi, vô nhà rồi. Ôi trời 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 trời, má game này, game này dùng não khiếp quá các bạn. Không phải là game kiểu không não mà cứ chơi bình thường đâu. Có dao là ngon rồi. This is the police. Rồi, có cảnh sát chui vô rồi, có cảnh sát chui vô rồi. Ôi mẹ, có cảnh sát mà, con sát. Chết mẹ, nó chui vô đây rồi, bây giờ sao ta? Nên chuyển sang đường khác. Ông nội này đang ói, đang ỉa gì đây? Bồn cầu đang xịt lên. Chuyển sao đây? Mẹ. Đó, biết ngay mà, kiểu gì nó cũng sẽ qua đây mà. Giờ sao nhỉ? Đồ cái quăng của tớ cũng chả quan tâm luôn. Ok, nó không để mình. Trời ơi, làm mình cứ tưởng nó sẽ đi ngang qua. Có cảnh sát trong này hả? Nhà sao ta? Cửa ra thì đằng kia. Thôi thôi thôi, không nên đụng tụi nó. Đi. Đây. Đấy, thấy anh nóng nảy mà áo khoác lạnh quá, em cho anh vào trong đây tắm nha. Giờ sao nữa ta? Giờ đi đâu ta? Không phải cửa này, cái này phải là cái cửa. Cần phải đánh lạc hướng chú ý của cảnh sát. Đúng là cửa đằng kia, nhưng mà một đống đứa đây sao vô. Chết mẹ, chết mẹ. Giờ sao ta? Có gì ở đây nè? Âm ẩn thân. Đúc băng vào đùi. Đúc băng vào đầu ghi. Bật disco luôn ạ. Xịn nhờ. Xịn nhờ. Mấy cái này là cho tụi nó là ẩn thân á, cho tụi nó vô đây để gây chú ý, mất sự chú ý của tụi nó đó. Ok, má ngầu nha, ngầu. Tính ra game cũng không khó, quan trọng là mình phải động não, là mọi thứ easy hết.
Ok. Nhẹ nhàng. Không có gì phải rén, không có gì phải rén. Easy thôi. Mấy các bạn đợi nhìn cái bản missing kế bên kìa. Nhìn tục thiệt. Chơi game này hay ha. Càng lúc càng hay, kiểu càng lúc thì mỗi màn nó sẽ có những cái kiểu logic khác nhau á. Rồi mình cũng phải động não để đó những cái missing kìa. Nhìn đồ vãi. Rồi mình cũng phải tư duy lên. Game hay thực sự, nhưng mà chỉ có điều game này hơi âm u tâm tối. Thì tất nhiên game phải âm u tâm tối rồi, mẹ giết người, sát thủ mà sao mà không âm u được đúng không? Nhìn đi đâu đây? Ui 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 ui. Chết mẹ rồi. Tí là bị nghi ngờ. Bây giờ sao ta? Ngon. Lấy cái này chứ đã. Mình không có tí. Ủa là sao? Chui vô đây hả? À đúng rồi, chui đây, chui đây. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chết mẹ, đông vậy. Đứng yên không nhúc nhích. Để ẩn nấp trong đám đông. À, nếu như bởi vì là mình chỉ cần đứng yên thôi. Ok, né thằng cảnh sát ra là được. Chỉ cần né thằng cảnh sát ra là được. Thật quá các bạn, mới nhìn game thật quá. Mình đúng thích luôn vậy luôn á. Kiểu đông đúc vậy nè. Mà cái góc nhìn với lại cái bố cục game các bạn nhìn như thật vậy đó, chứ không phải là kiểu nhỏ nhỏ như nhỏ nhìn nó. Thì không biết phải nói như thế nào nhưng mà nhìn thích quá. Nhìn nó nhìn như thật vậy nên mình rất là thích. Game hay nha. Đúng mà. Mép tường hả? Ồ, đi mép tường hả ba? Đi gì nguy hiểm dữ vậy? Cho nên liều bản vậy? Nhảy qua. Nếu mình vô đây làm gì ta? Mình cũng không biết nhiệm vụ là gì á. Lấy gì chỉ biết là thoát thôi. Now I'm paying the price. I must get out. Reach street level. Keep a low profile. Escape in the crowd. The police are closing in. Ok, bây giờ mình sẽ phá tín hiệu của đoàn tàu rồi sau đó mình sẽ lẻn lên một con tàu nào đó để mình trốn luôn. Mình có cần giết thằng này không ta? Chết thôi. Nói không cần giết luôn hả? À? Ngu vậy. Cái mông tôi gắn vào tường này. Tục thật, tụi Mỹ làm phim ngu, làm phim tục thật sự luôn á. May quá không bị phát hiện các bạn, may quá không bị phát hiện. Chết mẹ, cảnh sát đi chung mình luôn hả? Cút đi ba, không có quen đâu. Mẹ không thân đi chung mà đã đi chung đấy chứ. À, thật quá ha, đi một cái lẫn lẫn với người mình thích thật sự luôn á. Có những game chỉ cần như vậy thôi, không cần phải quá kiểu mạnh bạo lực quá nhiều đâu. Mấy đôi khi chỉ đơn giản như thôi là được rồi. Thế không, mỗi lần nó phát hiện mình chỉ cần đứng yên là mất à. Căng thẳng quá. Ủa, mình đứng đây làm gì? I underestimated the arms dealer, and now I'm paying the price. I must get out, reach street level. Okay, bây giờ mình sẽ đứng trong này. 45 giây nữa đoàn tàu sẽ tới. Vì chắc là mình lên được cái đoàn tàu này quá. Chắc chắn luôn.
từ từ từ, có ai che đâu, có ai che đâu, mới đứng đầu mới không tụi nó thấy nữa. Thật quá à, mấy game như thật vậy. Nhưng mà sao mình để ý là sao game này âm u dữ trời. Game này không có bầu trời nào mà sáng sáng kiểu tươi vui vui vẻ tí hả. Game gì mà nhìn áp lực thiệt luôn á. Dẫu biết game này hay thật sự. Mình công nhận game này quá hay các bạn. Game hay quá. Ok, tàu tới, tàu tới. Xong rồi lên, lên đi anh em. Lên đi, ta chen chung vô coi. Bạn mẹ không lên tới 40 lên luôn. Ok. Trời má các bạn. Xong nhiệm vụ xong rồi, các bạn nghe cái âm thanh của cái âm nhạc kìa. Trời má, hay quá. Các bạn hãy tận hưởng cảm giác của game mà nhạc mà kết hợp lại. Tan chảy thật sự luôn á. Mình không biết phải nói sao luôn. 34.000 điểm bị phát hiện một lần. Ok, vậy thì cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi cái series tập tiếp theo, cái đồng tập tiếp theo của series Hitman Absolution. Cảm ơn các bạn. Các bạn hãy nhấn like và subscribe để có một cái tí gì đó là động lực để mình ra thêm cái video tiếp theo. Cũng như là hãy comment ngay bên dưới những điều các bạn mong muốn mình cải thiện. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye.